Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn mối quan hệ trên Facebook Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á Thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Facebook này Rồi sau đó các bạn bấm vào cái phần ba gạch là cái phần menu này nha Các bạn bấm vào Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào trang cá nhân Facebook của mình Rồi bây giờ mình muốn ẩn mối quan hệ độc thân này hay là hẹn hò hay là một cái mối quan hệ nào đó mà các bạn đã đặt nha rồi bây giờ các bạn bấm vào chỉnh sửa trang cá nhân các bạn bấm vào cái dòng chữ này rồi bước tiếp theo các bạn kéo xuống tới cái mục chi tiết này ở đây nó có chữ chỉnh sửa này nha các bạn bấm vào cái chữ chỉnh sửa này rồi sau đó các bạn kéo xuống tới cái mục là mối quan hệ này bây giờ các bạn muốn ẩn đây thì các bạn bấm tắt các bạn không tích chọn vào cái ô đây rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào lưu nha. Hoặc là các bạn có thể bấm vào cái biểu tượng hình cây viết này. Cây bút này các bạn bấm vào. Rồi các bạn có thể là bấm xóa luôn. Cái mối quan hệ này cũng được. Thì mình không xóa nha. Mình để. Bây giờ mình không chọn vào cái ô đây. Sau đó mình bấm vào lưu là mình có thể ẩn được mối quan hệ trên Facebook rồi. Rồi vậy là mình đã ẩn thành công nha. Bây giờ mình quay ra tăng cá nhân Facebook của mình này Mình lót lại nè. Thì cái phần mối quan hệ độc thân hay là hạng hò hay là một cái mối quan hệ nào đó mà mình đã đặt nó đã bị ẩn nha vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách ẩn mối quan hệ trên Facebook video của mình cũng dừng tại đây cảm ơn các bạn đã xem bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé máy bay